Theo thông tin chúng tôi vừa nhận được từ Chi cục Kiểm lâm tỉnh Phú Yên, chiều nay vụ cháy rừng tại khu rừng đặc dụng Đèo Cả vào sáng ngày hôm nay ở gần khu vực giáp danh giữa hai tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa đã cơ bản được khống chế. Tuy nhiên, ước tính có khoảng 17 hectare rừng đã bị thiêu cháy. Vụ cháy rừng xảy ra vào khoảng 9 giờ sáng nay, xuất phát từ ngọn lửa được phát hiện từ trong đám dây leo chằng chịt nằm giữa quốc lộ 1, đoạn qua Đèo Cả và tuyến đường sắt Bắc Nam. Do ảnh hưởng của gió, thời tiết nắng nóng nên sau đó khoảng 20 phút, ngọn lửa bùng phát mạnh vượt qua quốc lộ 1 và cháy lan trên rừng đặc dụng Đèo Cả. Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Phú Yên cho biết, ngay sau khi phát hiện cháy, đơn vị đã cử lực lượng kiểm lâm phối hợp với cảnh sát phòng cháy chữa cháy cùng lực lượng phòng cháy chữa cháy huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa đến hiện trường. Tuy nhiên, trong điều kiện thời tiết nắng nóng như hiện nay, cộng với phương tiện chữa cháy thô sơ nên biện pháp tốt nhất là phát băng cản lửa. Đồng thời, các lực lượng tham gia chữa cháy cũng đã sử dụng những đường ống dẫn nước được người dân lắp đặt trên rừng để chữa cháy. Đến 15 giờ chiều nay, vụ cháy rừng đã cơ bản được khống chế.